Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngân Khánh diện váy đỏ giực đến ủng hộ đêm nhạc miễn phí do ca sĩ Nam Cường tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chương trình thuộc khuôn khổ lễ hội Tết Việt, mừng Xuân Tân Sửu. Năm 2020 năm ca sĩ đã làm sâu, Tết đến rồi một được đông đảo khán giả ủng hộ. Đây là lần đầu Ngân Khánh trở lại sân khấu ca nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Cô song ca như hoa mùa xuân cùng Nam Cường hai ca sĩ là đôi bạn thân, đã gắn bó hơn 10 năm trong làng giải trí. Được Nam Cường khen vẫn xinh đẹp như thở đôi mươi, Ngân Khánh khá ngượng ngùng. Cô vui vì được hòa giọng hát cùng chàng ca sĩ sau nhiều năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Singapore du học. Ca sĩ Khánh Ngọc diện váy lệch vai xuyên thấu, khoe vẽ sexy khi song ca lắng nghe mùa xuân về bản gì với Nam Cường. Gần như toàn bộ các tiết mục trong live show đều là những ca khúc nhạc xuân được Nam Cường làm mới lại thời gian này nam ca sĩ khá bận rộn. Anh vừa chạy sâu biểu diễn vừa phát hành MV và mới hoàn thành vai chính trong phim Một Đám Cưới, Ba Nàng Dâu. Dù vậy Nam Cường vẫn cố gắng thực hiện một đêm nhạc riêng chỉnh chu, chất lượng, làm hài lòng các nghệ sĩ và khán giả. Ca sĩ Nguyên Vũ ủng hộ đêm nhạc của đàn em. Anh là giọng ca được Nam Cường yêu mến, thần tượng từ khi còn học phổ thông. Đây là lần đầu hai ca sĩ có dịp hát cùng nhau sáng tác thì thầm mùa xuân. Nam Cường biểu diễn, người tình ơi mơ gì, cùng đồng nghiệp trương diễn, trái. MC Quỳnh Hoa, giữa, và các thành viên nhóm nhạc Phù Sa mang tới tiết mục Xuân đã về. Ca sĩ Hà Thúy Anh nổi bật với váy dây ngắn lấp lánh. Cô đến biểu diễn và chúc mừng Nam Cường có lai Xô ý nghĩa trước thềm Xuân Tân Sửu. Hồng Phượng khoe giọng hát ngọt ngào, truyền cảm với ca khúc, đêm giao thừa nghe khúc dân ca kết hợp cùng đồng nghiệp. Nam Cường thay năm bộ trang phục ấn tượng do nhà thiết kế, siêu mẫu Nam Phong thực hiện trong live show. Chàng ca sĩ được khen đa năng khi hát được nhiều thể loại từ nhạc dân ca, chữ tình đến nhạc trẻ sôi động và hoạt động ở cả lĩnh vực phim ảnh, MC. Mới đây Nam Cường còn thử sức với vai trò đạo diễn cho MV Thiên Duyên Tiền Định của mình. Nam Cường dự định mỗi năm sẽ làm một live show Tết đến rồi như món quà miễn phí tặng khán giả trong dịp Tết đến xuân về. Nam Cường chụp ảnh bên bạn bè nghệ sĩ đến ủng hộ live show của anh, tối ngày 6 tháng 2. Ảnh Huy Tuấn Hương Giang